bạn đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Anh Vũ ơi, không biết là hôm nay anh Vũ sẽ đem đến một món ăn hay là một cái món quà thú vị nào gửi cho quý vị khán giả đây? Minh Châu có biết không, thực sự thì anh thì thường thì rất là vui khi được đem đến nhiều cái niềm vui nè, nhiều điều bất ngờ cũng như những cái thú vị từ các món ăn ngon đến quý vị khán giả của chương trình của mình. Mà thực sự thì anh cũng rất là mong muốn quý vị khán giả hãy đóng góp thật là nhiều, thật thường xuyên cũng như là những cái yêu cầu, những gợi ý của quý vị khán giả đến chương trình cũng như các đầu bếp của chúng tôi. Ồ, anh Vũ nói hay ơi là hay luôn, mà nói quá nói lại một hồi em không thấy tên món ăn đâu hết. Thật sự là anh cũng đang phân vân là không biết chọn cái món nào để giới thiệu cho chương trình món ăn của mình ngày hôm nay. Nếu vậy thì em nghĩ cái này giúp được cho anh Vũ nè. Cái gì? Đây là một lá thư của khán giả gửi về. Em nghĩ là lá thư này cũng sẽ là một gợi ý hay cho anh Vũ đó. Em đọc nha. Lá thư của một vị khán giả gửi về có nói như sau: chương trình Món Ngon Mỗi Ngày ơi, tôi rất là thích dùng chao và cả nhà tôi cũng như vậy. Bởi vì chao là một loại nước chấm rất là ngon và đặc biệt nè. Nhưng mà tôi rất thắc mắc không biết là chao được làm như thế nào. Và tôi nghĩ là chao là một món ngon như vậy, không lẽ không thể nào dùng làm gia vị trong món ăn ư? Chỉ dùng làm nước chấm không thì rất là uổng phí. Vậy chương trình có thể hướng dẫn cho tôi một món ngon từ chao hay không? Cảm ơn chương trình. Cảm ơn vị khán giả đã gửi yêu cầu cũng như là có những cái gợi ý để cho tôi có cái thực đơn món ăn ngày hôm nay. Chao được làm như thế nào thì theo anh biết thì chao chúng ta làm từ đậu hũ, chúng ta ủ muối sau đó chúng ta lên men. Ngoài cái việc làm nước chấm rồi thì chị này cũng muốn phải có một cái gia vị gì nữa, không thì anh nghĩ ra rồi. Quý vị và các bạn, vậy thì hôm nay chúng ta hãy cùng vào bếp thực hiện món đậu bắp thịt gà xào chao. Thưa các bạn, nguyên liệu để làm món này thì cực kỳ đơn giản các bạn ạ. Chúng ta cần 300g đậu bắp, một ít rau ôm, ớt sừng, 100g thịt má đu gà, chảo viên, gừng băm, một số gia vị thông thường và hạt nêm ai di ngon. Đầu tiên thì anh sẽ cắt thịt gà. Đây là thịt má đu gà nha. Dạ. Anh đã rút xương rồi. Và anh để ra và anh sẽ cắt thành những cái lát mỏng. Sau khi chúng ta cắt ra hết rồi thì chúng ta sẽ ướp phải không anh? Chính xác. Và đầu tiên các bạn, chúng ta ướp vào đây một viên chao nha các bạn. Một muỗng cà phê gừng băm, nửa muỗng cà phê đường. Chúng ta tán chao đều ra như vậy nha. Rồi chúng ta sẽ ướp với thịt gà đây. Và chao đây là một loại gia vị ha, để tẩm ướp vô trong món ăn luôn chứ không hẳn là một món chấm. Rồi bây giờ kế tiếp, chờ cho thịt gà thấm ha, thì đậu bắp ở đây muốn trong ăn chúng ta ngon thì các bạn nên chọn đậu bắp non nha các bạn. Anh Vũ ơi, làm sao biết được đậu bắp có non hay không? Rất dễ các bạn à. Muốn biết đậu bắp có non hay không thì khi môi chúng ta bấm nhẹ ở đuôi đậu bắp như vậy thấy giòn là được. Và đậu bắp non thì thường còn những cái lông tơ. Quý vị khán giả thân mến, khi mà chúng ta lựa đậu bắp thì quý vị nhớ lựa loại non giống như anh Vũ vừa hướng dẫn để cho món ăn này được ngon quý vị nhé. Ớt sừng nè, anh sẽ cắt ra thành những miếng hình thoi. Rồi anh cho ớt đây ra dĩa bên đây. Và rau ôm anh cũng cắt khúc nhỏ luôn. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành giai đoạn là xào đậu bắp với thịt gà. Anh cho vào đây ít dầu. Rồi anh sẽ cho gừng băm vào xào nha. Anh cho gừng vào một tí ha. Dạ. Anh sẽ cho thịt gà vào xào. Em cảm thấy món ăn này rất là ấm đó anh Vũ. Em thấy thịt gà mau chín quá trời luôn. Mà chúng ta cắt mỏng như vậy thì thịt gà rất là mau chín nha. Dạ. Rồi bây giờ anh sẽ cho đậu bắp vào. Bắp đều lên như vậy. Và một điều nữa các bạn lưu ý, các bạn thấy trong chảo xào bây giờ rất là khô đúng không các bạn? Nhưng mà đậu bắp với thịt gà chúng ta thì đặc biệt là đậu bắp thì cũng chưa có được chín đúng không? Dạ, đúng. Và để cho nguyên liệu chúng ta được chín đều hết và thấm vị thì trong lúc xào như vậy chúng ta cho vào đây một ít nước lạnh để cho nguyên liệu chúng ta được chín đều hơn và thấm gia vị hơn. Như vậy anh sẽ nêm vào đây một muỗng cà phê hạt nêm ai di ngon, một muỗng cà phê nước chao. Mình bỏ thêm nước chao ha anh, hồi nãy mình đã ướp rồi mà. Đúng vậy em à. Anh muốn cho cái một muỗng cà phê nước chao vào sau cùng như vậy để món ăn chúng ta dậy mùi chao đặc trưng. Đó là như vậy. Đó là vậy đó hả? Quý vị khán giả thân mến, khi mà chúng ta xào đến công đoạn cuối cùng rồi, quý vị nhớ cho thêm một ít nước chao vào nha, để cho món ăn của chúng ta dậy lên hương vị đặc trưng. Và bây giờ đậu bắp của chúng ta đã chín rồi nha. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ anh sẽ cho rau ôm và ớt sừng vào luôn. Như vậy anh sóc đều lên. Rồi như vậy món ăn chúng ta đã hoàn tất rồi đó em. Dạ. Anh sẽ cho ra dĩa như vậy.
Đây ha, anh nhím thịt gà lên. Và anh sẽ rắc đây một ít tiêu. Anh cho vào đây một nhánh ngò ha. Đây, anh sẽ cho em thịt gà. Dạ. Tập sao? Em cảm ơn anh Vũ. Anh Vũ ơi, không lẽ em khen anh Vũ hoài thì kỳ, nhưng mà kỳ này không khen không được. Thịt gà mềm ơi là mềm luôn vậy đó, và rất là đậm đà. Còn đậu bắp thì giữ được màu xanh nè, và khi nhai vào quý vị cũng có thể cảm nhận được ngay cái độ giòn nè và cái vị đậm đà của đậu bắp. Chắc chắn là quý vị thực hiện món ăn này xong là quý vị không còn muốn chấm chao nữa, mà là chỉ đi xào chao thôi. Quý vị khán giả thân mến, chúng tôi rất vui khi mà mỗi ngày đều nhận được những lá thư hay là những cái email hoặc là những cái lời chia sẻ mà quý vị để lại trên website của chương trình. Đây là nguồn động lực để chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn nữa và để đáp ứng được tất cả những yêu cầu của quý vị, để đáp lại sự yêu mến mà quý vị đã dành cho chương trình. Hãy tiếp tục đồng hành với Món Ngon Mỗi Ngày thông qua những cách quen thuộc, đó là hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 0838237557. Bên cạnh đó, website mongonmoinngay.com luôn chào đón tất cả quý vị ghé thăm để có thể cùng nhau trao đổi thêm thật nhiều những kinh nghiệm về ẩm thực, hoặc tìm từ khóa Món Ngon Mỗi Ngày để đến trang web của chương trình. Và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.